lo ngại hàng loạt đăng kiểm viên có thể bị khởi tố dẫn tới đứt gãy hoạt động kiểm định xe cơ giới. Cục đăng kiểm Việt Nam đã có nhiều kiến nghị để đảm bảo cung ứng dịch vụ này cho người dân. Để giải quyết vấn đề này thì Bộ Giao thông Vận tải đang trình chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ